xuống 61 mùa. Trong 61 mùa đó, 64 mà cô, 64 nha mấy anh chị, chứ không phải là 64 nha. Thì bây giờ hỏi cô nè, cô biết đến nè với đại gia đình An Quay và cô gắn bó được khoảng thời gian bao nhiêu lâu nè? Đã hơn 5 năm rồi. Nhưng mà mình thú thật với các bạn một điều là trước đây mình chưa bao giờ nghĩ mình trở thành nhà phân phối An Quay. Tại vì mình tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm mình 22 tuổi. Thế là mình đi ra trường, mình đi dạy. Bắn một thời gian trôi qua đến tuổi 55, nhà nước cho về hưu không phải. Mình làm gì đây? Mình cứ kiếm con tầm phải nhảy tơ thôi. Mình lại tiếp tục đi dạy. Đi dạy thêm 3 năm nữa ở trường quốc tế. Cô con tính chính chỗ này tí xíu nha cô. Dạ, thường người ta về hưu đó là cái tương lai của nó đen tối lắm. Còn lúc trước đi dạy cho nhà nước, bên đây về hưu tôi tiếp tục đi dạy ở trường quốc tế. Em xin mời cô chia sẻ tiếp ạ. Cảm ơn em. Thú thật với các bạn, mình đã định vị cho cuộc đời của mình rồi, là mình sinh ra đời để làm cô giáo. Cho nên mình chỉ có một cái nghề để chọn thôi. Tại ông bà từng dạy nhất nghệ tinh nhất sinh viên mà. Thì thôi, có một con đường mà đi. Nhưng mà các bạn biết không, trong cuộc đời của mỗi chúng ta có những khúc quanh mà đôi lúc người ta gọi là định mệnh của các bạn. Năm ấy là mình 58 tuổi, chỉ còn một tháng nữa là mình ăn Tết. Bất ngờ có một em học sinh mà trước đây mình đã được dạy hơn 3 năm ở trường trung học phổ thông. Em này về thăm mình rất là cảm động. Tại vì đây một sinh mình rất là quý mến. Mà em này về thăm mình có mục đích đó các bạn. Các bạn biết mục đích để làm gì không? Chia sẻ cơ hội kinh doanh. Các bạn có nghĩ, kinh doanh cùng An Quay, các bạn có nghĩ đi, 36 năm công tác ngành giáo dục, nó bị cố chấp, nó bảo thủ và không bao giờ nghĩ tới chuyện mình là cái người đi kinh doanh. Các bạn hoàn toàn không có trong cái đầu của mình. Mình không học tập. Nhưng cái cậu học trò này rất là kiên trì. Bạn này nhiệt tình minh họa cho mình những sản phẩm của An Quay. Mình bị thuyết phục. Và các bạn biết không, trong suy nghĩ của mình thì đây là những sản phẩm mà nếu mình không mua của cái cặp của em học trò này, mà xin bật mí các bạn, em học trò này tức là Đỗ Minh Phụng, là founder Lucky Dương Đỗ Minh Phụng đó các bạn. Một tràng pháo tay dành cho founder Lucky Dương Đỗ Minh Phụng à. Thì em học trò này minh họa những sản phẩm thì mình không từ chối, lý do là đơn giản. Nếu những sản phẩm mình không mua của học trò mình mà mình rất là quý mến và mình sống bằng tình cảm mà tình thương thì mới mua. Học trò đó bỏ công sức về đây thăm mình, không lẽ mình đành lòng nào làm ngơ hết các bạn. Cho nên mình mua ủng hộ, mục đích chỉ để ủng hộ mà thôi. Mình nghĩ là mình cho học trò mình một cơ hội. Nhưng mà bất ngờ lắm các bạn. Tại sao bất ngờ các bạn thấy không? Trong khóa học này bao nhiêu bạn đã từng sử dụng sản phẩm An Quay rồi ạ? Dạ thầy. Thì các bạn biết đấy, mình đâu có tính toán gì đâu. Xài sản phẩm thì mình thích. Trong cuộc đời của mình chưa bao giờ mình xài được cái kem đánh răng tốt hay ạ? Gần 60 tuổi rồi mới xài được cái chai nước rửa chén mà rửa rau, củ quả, rửa cá, rửa thịt, rửa luôn cái cây. Tuyệt vời không các bạn? Và rồi những sản phẩm mình mua, mình xài, mình dùng thích hết. Và thích thì sao? Đặc biệt nhất là rồi thì vitamin C, rồi canxi, cái gì mình cũng mê hết. Tự nhiên kỳ cục quá các bạn. Mà mê thì sao? Mê thì phải mua, mua thì phải xài. Mà thú thật với bạn nha, lương của một giáo viên nhiều hơn á chỉ được có 75% mà mình đi dạy thêm được có một chút đỉnh tiền nữa thì làm sao mà xài sản phẩm An Quay như mình mong muốn đây các bạn. Sự thật là em Đỗ Minh Phụng minh họa gì mình thích hết, mình muốn mua hết. Thế là bài toán khó trong cuộc đời mình phải giải quyết. Em Phụng mới giải thích cho mình nghe đơn giản lắm các bạn. Tốt khoe thì sống che. Cô đã cảm nhận được sản phẩm này tốt vậy thì cô đi chia sẻ đi. Cô thấy tốt mà thì cô đi chia sẻ cho anh em cô, bà con cô, hàng xóm cô, những người bạn của cô. Nghĩa thôi, để cô có cơ hội sử dụng sản phẩm An Quay này miễn phí. Thấy đấy các bạn, thấy là vô tình mình mới chia sẻ. Đến tháng thứ 5, tự nhiên Phụng báo tin cho mình biết là tháng này cô có 15.000 PV, mình lên siêu vương. Rất là tuyệt vời luôn rồi. Cho tới giờ phút này cô ơi, bây giờ là những cái chia sẻ của cô thì nó quá là ngọt ngào rồi. Thì bây giờ hỏi chú một tí xíu nè, năm nay là những bao nhiêu mùa xuân rồi? Các bạn biết chú bao nhiêu không ạ? Bao nhiêu ạ?
Mình nói thật ra mình nhỏ mà xã mình 1 tuổi. Ồ, mình hóa ra là chú có bằng một phi công mà. Và nghĩ rằng cái điều này rất là đặc biệt. Chắc là chú ngày xưa là bị chết đắm chết đuối với cái giọng nói ngọt ngào này phải không? Dạ. Và cảm ơn cô, phải nói là cảm ơn cô rất là nhiều. Vì cái ngày hôm nay cô cho mọi người ở đây và cho cả các bạn giới thiệu cho cô một cái thứ rất là quý giá mà không có dễ dàng người ta cho đi được. Mọi người biết điều đó là gì không ạ? Đó chính là niềm tin. Cái niềm tin là cái khó lấy nhất, cũng là cái khó nhận được nhất. Chính vì cô cho họ niềm tin, cô cho chính bản thân mình cơ hội, và cô cho chính tất cả tương lai của cô sau này một cơ hội, thì ngày hôm nay hiện diện trên sân khấu này đó chính là cặp đôi Founder Latino. Rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay để cho cái câu chuyện nó trở nên phong phú hơn thì xin phép tất cả các anh chị ở phía bên dưới, xin phép cô chú công ty ăn quay về đây, có mời về đây một cái cặp đôi rất là trẻ trung, rất là năng động. Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy sẵn sàng dành những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để cùng chào đón sự xuất hiện của Founder Platinum Nguyễn Trang Phương Thảo và Võ Thị Như. Phải mời anh chị ngồi ở đây để mà cùng chia sẻ một tí xíu về